đến 95%. Còn tại Tam Đường, nhiệt độ ở đây dao động từ 22 đến 31 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Tân Uyên, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ và độ ẩm cũng từ 70 đến 95%. Khu vực Phong Thổ nhiệt độ là từ 22 đến 33 độ và độ ẩm cũng từ 70 đến 95%. Với dự báo chiều và tối nay mưa sẽ giảm cường độ, trời sẽ ngớt mưa, có lúc hết mưa, kèm theo đó là những hình thái thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nếu quý vị có kế hoạch cho con nhỏ đi chơi trung thu tối nay, hãy cân nhắc tình hình thời tiết để các bé có một Tết trung thu thật vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa. Vâng, trên đây là phần dự báo và cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, được giao phụ trách địa bàn hai xã là Vàng Mai Trải và Xì Lợ Lầu của huyện Phong Thổ. Thời gian vừa qua, đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1, đoàn kinh tế quốc phòng 356, quân khu 2 đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt là qua quá trình bám nắm địa bàn thì nhận thấy những khó khăn mà bà con gặp phải khi không biết chữ, không biết tiếng phổ thông thì đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 đã đề xuất và trực tiếp triển khai mô hình lớp xóa tái mù chữ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số là người địa phương để giúp bà con có thể nâng cao trình độ dân trí, tự tin trong giao tiếp, từ đó mạnh dạn phát triển kinh tế để thoát nghèo, tiến tới khát vọng làm giàu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cụ thể trong